Xin chào chị, mình chào anh em, mình là Eric. Trong video trước chúng ta đã cùng nhau tích hợp một cái thư viện, đấy chính là Excel, giúp chúng ta có thể get data từ bên ngoài. Cụ thể ở đây các bạn thấy rằng là mình đã get được data này. Và nếu như các bạn inspect lên, ở đây thì mình sẽ chuyển lại cái tab console của chúng ta và mình sẽ chuyển qua tab network nha. Ở đây thì mình sẽ cần phải quay lại trong home và mình sẽ quay lại trong user. Thì các bạn có thể thấy là ở đây thì mình đã gọi đến một trang có tên là request và response.in và chúng ta đã gọi API của nó. Thì hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu một khái niệm mới, đây chính là raw parameters, tức là tham số trên cái đường link URL nha. Thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi video của mình, các bạn có thể biết rằng channel của mình là Hỏi Dân IT. Thì trên channel của mình có tạo một cái playlist, đây chính là tự học React cơ bản từ A đến Z cho người mới bắt đầu. Thì những video mới mình sẽ cập nhật vào bên trong cái playlist này, cũng như rằng là mình đã đánh số thứ tự từ thăng 0 cho đến thăng N. Thì đây chính là trình tự các bạn theo dõi cái series này nha. Thì ở đây thì tại sao mà chúng ta lại cần tìm hiểu về cái raw parameter? Thì nếu các bạn dịch tiếng Việt thì chúng ta có thể gọi là hình dung một cách cơ bản, đấy chính là tham số trên cái đường link URL nha các bạn. Thì ví dụ ở đây thì mình sẽ quay sang một cái ví dụ cho các bạn minh họa nha. Ví dụ ở đây các bạn để cho mình cái đường link URL ở đây này. Ví dụ mình nhấn vào Netflix thì nó sẽ là Netflix nha. Các bạn vào cái đường link này, chính là Zello Group thì nó sẽ vào đây, Yahoo thì nó sẽ là Yahoo nha. Và cái module create ấy, thì nó sẽ ra cái này nha. Thì chúng ta sẽ gọi là, các bạn hình dung rằng là sau này mình sẽ minh họa một cái ví dụ thực tế hơn nha. Ví dụ ở đây này, ví dụ mình vào trong Facebook nha, và vào cái gọi là nick Facebook của mình. Các bạn để ý cho mình rằng là cái đường link URL trên này là khác đúng không các bạn? Thì các bạn để ý rằng là cái tham số trên cái đường link URL nó sẽ quyết định cái nội dung mà các bạn render nha. Ví dụ ở đây thì mình thay bằng số 4 chẳng hạn thì nó sẽ ra ông chủ của Facebook nha, ông Mark Zuckerberg chẳng hạn. Mình sẽ cần phải enter một cái nha. Các bạn sẽ thấy đây. Thì nó sẽ tự động chuyển sang cái tên của người ta nha. Các bạn không tin thì các bạn để ý cái đường link Facebook của các bạn, nó sẽ khác so với đường link Facebook của mình. Thì cái gọi là cái phần khác, nó gọi là URL parameter, hay nói khác bằng là tham số trên đường link URL nha. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách gọi là làm sao để có thể gọi là thay đổi cái đường link này một cái. Ví dụ mình thay bằng số 4 chẳng hạn thì nó sẽ tự động gen ra một người khác hẳn. Đây các bạn thấy rằng ví dụ mình thay cái này, hoặc là mình sẽ thay bằng cái, đây chính là cái nick của mình. Các bạn thấy rằng cái đường link URL nó thay đổi một cái thì cái nội dung nó render khác hẳn nhau. Thì cái đấy gọi là tham số trên đường link nha các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ quay lại đối với project của chúng ta. Thì trước khi làm điều đấy thì mình sẽ tạo ra một cái component mới nha các bạn. Mình sẽ tạo một cái component có tên là detail user. Tức rằng là mình muốn rằng là sau khi chúng ta học cái bài này thì chúng ta có thể áp dụng rằng là khi các bạn nhấn vào một cái thằng user mà các bạn lấy từ cái trang, chúng ta lấy từ cái trang này, khi các bạn nhấn vào thì chúng ta sẽ hiển thị thêm thông tin cho nó nha các bạn. Ví dụ như rằng là chúng ta sẽ hiển thị cái ảnh của nó và email của nó. Đấy, đấy là trong thực tế nha. Thì bây giờ thì mình sẽ quay lại này và mình sẽ tạo thêm một cái component mới nha, của chúng ta đang làm ở trong cái user. Thì mình sẽ tạo thêm một cái component mới, mình đặt tên là detail user nha các bạn. Mình sẽ đặt là detail user, tức là chi tiết của người dùng ấy, mình sẽ .js nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ import thằng React or from React, ok cho các bạn. Đấy, mình đã import thành công thằng React rồi. Sau đấy thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái class, chúng ta sẽ là detail user. Mình sẽ cần phải extend, mình sẽ cần phải kế thừa lại cái thằng React.component. Chúng ta sẽ kế thừa lại cái hàm component của thằng React thôi. Ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái hàm render nha. Chúng ta sẽ chạy vào cái hàm render đầu tiên. Và ở đây thì mình sẽ return một cái div thôi. Chúng ta bao giờ cũng viết cái hello world. Hello world from detail user các bạn. Đấy. Rồi, các bạn cũng đừng quên rằng là chúng ta sẽ cần phải export. Chúng ta sẽ export default cái thằng detail user. Rồi, như vậy rằng là mình đã tạo xong cái component của chúng ta. Bây giờ mình muốn rằng là mỗi một lần ấy, các bạn để cho mình nhé, chúng ta sẽ quay lại cái file app này. Thì bây giờ thì mình sẽ tạo thêm một cái route mới nha các bạn. Mình sẽ tạo thêm một cái route mới. Và mình sẽ đầu tiên rằng là mình sẽ import cái component của chúng ta nhé. Mình sẽ import detail user nha các bạn, detail. Để mình đã import cái component của chúng ta rồi. Thì mình sẽ quay lại ở dưới này, mình sẽ tạo thêm một cái route mới nha các bạn. Mình sẽ paste vào đây. Đấy. Thì bây giờ nha, mình sẽ đặt một cái route có tên là detail user nha. Mình sẽ là detail. Đấy. Detail. Rồi, mình sẽ gọi là mình sẽ 2.id. Đấy. Mình sẽ gọi là cố tình mình viết là 2. và id nha. Các bạn chứ gọi là các bạn chứ làm theo mình đi. Ở đây thì mình sẽ xóa cái chữ detail đi, mình chỉ như thế này thôi nha. Các bạn làm theo mình đi và lát nữa thì mình sẽ giải thích nha. Thì mình sẽ quay lại đây. Các bạn thấy rằng là mình đang ở cái đường link này user nha các bạn. Ví dụ mình sẽ gạch chéo này, mình sẽ đặt là 123, mình nhấn enter này. Các bạn thấy rằng là không có gì khác biệt đúng không? Chúng ta cũng không có một cái điều gì thay đổi cả, thật là amazing. Thì mình sẽ xem lại xem là chúng ta là user
Sorry các bạn nha, chúng ta mở là lead user nha các bạn, mình sẽ là detail user nha, detail user đấy. Rồi, cái lúc nãy là mình nhấn nhầm nha, mình gõ nhầm. Mình quay lại nha. Các bạn thấy rằng là mình sẽ cần enter này. Nó cũng không ra cái gì user, để mình check lại xem là cái detail user của chúng ta. Detail user, chúng ta đã vào cái trang detail user rồi. Chúng ta đã có một cái đường link như thế này. Mình sẽ off cái này của chúng ta đi nha, mình sẽ off cái user của chúng ta đi nha các bạn. Mình sẽ quay lại xem nào. Đấy. Khi mình off thì nó đúng rồi nha các bạn. Các bạn biết tại sao mà nó gọi là amazing vậy không? Ở đây thì lý do cơ bản bởi vì do cái switch tag của chúng ta đây các bạn này. Do cái của chúng ta đây. Nếu mà các bạn muốn gọi là nói chính xác ấy, các bạn cần phải đảo thứ tự lại. Ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái, mình sẽ thêm một cái là exact nha các bạn. Đấy, mình sẽ thêm một cái là exact nha. Rồi, mình quay lại này. Đấy, các bạn thấy rằng ok. Cái user của chúng ta ok rồi nha. Mình sẽ gạch chéo này 1 2 3, mình sẽ là ABCZ, mình enter một cái. Đấy, các bạn thấy rằng là nó đã ra cái command của chúng ta rồi nha. Ví dụ mình thay bằng 1 2 3 enter thì nó vẫn như là vậy. Một cái là 4 5 6 này, mình sẽ là số 1 thôi. Nó vẫn là vậy nha các bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ giải thích tại sao mà lúc nãy chúng ta không có keyword exact ấy, nó lại sai. Thì lúc nãy các bạn thấy rằng là chúng ta gọi là nếu mà cái keyword này, các bạn để ý cho mình hai cái row này của chúng ta nó giống hệt nhau với phần user. Thành ra rằng là cái kết quả đầu tiên nó sẽ chạy từ trên xuống dưới. Kết quả đầu tiên mà nó match, tức là kết quả đầu tiên mà nó thấy đúng ấy, thì nó sẽ trả ra luôn. Thì lúc nãy chúng ta gọi là chúng ta kết quả đầu tiên nó đúng luôn rồi. Thì đấy là lý do tại sao mà nó trả ra list user nha. Còn mình thêm keyword exact thì nó sẽ gọi là map chính xác luôn. Chỉ khi nào mà round chính bằng gạch chéo user thì ta mới render cái này. Còn khi nào mà nó có dạng ở dưới thì nó sẽ render cái detail user nha các bạn. Rồi, các bạn thấy rằng là ok chưa? Thì bây giờ mình muốn rằng là phụ thuộc vào cái ID của nó. Ví dụ ID là 123 thì mình sẽ render ra cái component gọi ứng với user có ID là 123. ID là 456 thì mình sẽ cần phải render ra cái component gọi là ứng với user có ID là 456 đúng không các bạn? Tương tự như cái trường hợp Facebook mà mình vừa minh họa cho các bạn đấy. Nếu là các bạn thì mình mới in ra cái gọi là ID của các bạn thôi. Thì ở đây thì mình sẽ quay lại ở bên này nha các bạn, mình sẽ quay lại sang bên này. Thì mình sẽ quay sang cái trang gọi là detail user. Nếu như bạn nào còn nhớ thì ở đây thì mình sẽ console.log nha các bạn. Mình sẽ console.log này. Check prop nha các bạn. Mình sẽ check prop nha. Mình sẽ zip.prop này. Mình sẽ xem là component của chúng ta có cái gì không nha các bạn. Thì nếu như bạn nào còn nhớ thì hôm trước khi mà học về cái higher order component ấy, các bạn còn nhớ rằng đây. Ở đây thì chúng ta có một cái đống ship. Mình sẽ refresh đây. Cái prop của chúng ta đang rỗng nha các bạn. Bây giờ ấy, để lấy được cái tham số ấy, tức rằng là cái route parameter ấy, tức là cái tham số trên cái đường link này các bạn này, thì chúng ta sẽ cần phải dùng cái thư viện React Router DOM nha. Thì để làm được điều đấy, đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải import cái thằng with router cho mình nha. Chúng ta sẽ là with router. Chúng ta sẽ cần import cái hàm này của thằng React Router DOM nha các bạn. Đấy, mình sẽ cần phải import cái hàm này nha. Và sau đấy thì mình sẽ bọc bên ngoài component của chúng ta để tạo thành một cái HOC higher order component. Thì bây giờ chúng ta bọc như thế này để chúng ta lấy được các hàm, các tham số mà trên cái đường link URL như các bạn. Các bạn quay lại cho mình. Đấy. Các bạn thấy là bây giờ chúng ta đã có một đống tham số nha. Và các bạn để ý cho mình cái tham số match nha. Hôm trước rằng là mình hướng dẫn các bạn chuyển trang bằng cái history. Thì hôm nay chúng ta sẽ lấy cái đường link URL, tức là tham số trên cái đường link URL bằng cái gọi là cái hàm match nha các bạn. Các bạn để ý cho mình. Đây. Thì các bạn có thấy rằng đây chính là cái chúng ta cần nha, cái param. Đây này. Các bạn thấy rằng chúng ta đã lấy được một vài cái nhá. Thì các bạn thấy tại sao cái param của chúng ta lại là ID? Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao nó là ID không? Tại sao nó không phải là name hay là first name, last name, là email address mà nó lại là ID? Thì các bạn sẽ quay lại cho mình cái file app nhá. Bởi vì rằng ở đây chúng ta đặt là ID các bạn này, các bạn bắt buộc phải có dấu hai chấm. Các bạn phải có dấu hai chấm thì cái thằng thư viện ấy, cái thằng React Router DOM ấy, nó mới hiểu rằng là các bạn đang muốn truyền vào một cái tham số. Nếu như là các bạn gọi là không có dấu hai chấm ấy, thì nó chỉ hiểu đấy là text thôi, tức là giống hệt như cái user này, nó không hiểu đấy là một param. Thì ở đây thay vì cái ID, ví dụ mình là name chẳng hạn, thì các bạn mình sẽ hai chấm là name nha các bạn, để cho mình thay cái này bằng name nha. Và mình sẽ quay lại và mình sẽ check biến prop này, mình sẽ lăn trượt xuống và mình các bạn sẽ vào cái match cho mình. Các bạn thấy rằng bây giờ param của chúng ta có tên là name nha. Thì cái việc mà các bạn dùng dấu hai chấm và cái tên các bạn đặt phía sau chính là cái tham số các bạn quy định nha. Thì ở đây thì mình sẽ đặt là ID nha các bạn nha. Đấy. Thì các bạn hiểu cho mình rằng là tại sao nó lại hiện là ID nhé. Thì là do chúng ta quy định nha các bạn. Thì sau khi đấy thì mình sẽ sang bên cái detail user. Thì mình sẽ viết một cái hàm, đấy chính là component bitmount nha các bạn. Thì
Thì cái hàm Conversion Deadmau này mình luôn nói với các bạn rồi, đây chính là một hàm trong life cycle của thằng React, hay nói nôm na rằng đây chính là vòng đời của thằng React. Sau khi nó chạy vào hàm render thì nó sẽ chạy vào hàm Deadmau như các bạn, tức là component đã được render rồi. Thì ở đây thì mình sẽ gọi là console.log các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ console.log.log.log đấy. Thì mình sẽ cần phải check ID nha các bạn. Đấy. Rồi, thay vì ở đây thì mình sẽ gọi là mình không thèm log ở đây luôn, mình sẽ log bên trong hàm này nha các bạn. Đây. Mình sẽ with ID. Mình sẽ in ra cái ID của cái trên cái đường link URL nha các bạn. Mình sẽ div.prop.match nha các bạn. .match.param. Đấy. Mình sẽ cần phải check lại xem nào. div.prop.match.param thêm s nha các bạn. .param thêm s và mình sẽ .id. Đấy. Rồi, mình nhấn Ctrl S nha các bạn và mình sẽ quay lại xem là chúng ta có cái gì nha. Các bạn quay lại thì các bạn thấy rằng là ID của chúng ta là 456 nha. Nếu như mình thay ID là 123 mình enter này. Đấy, các bạn thấy rằng chúng ta đã lấy được cái gọi là tham số trên đường link URL đúng không? Ví dụ mình là thay bằng Eric, các bạn thấy rằng là tham số của chúng ta là Eric. Như vậy rằng việc mình vừa giúp các bạn rằng là chúng ta sẽ lấy được cái đường link này, động này. Thì ví dụ như là câu chuyện lúc nãy quay lại với câu chuyện của thằng Facebook ấy, khi các bạn thay đổi cái gọi là ID trên cái đường link URL này thì ngay lập tức chúng ta sẽ cần phải render dữ liệu ứng với người dùng đấy đúng không? Thì bây giờ để áp dụng thì mình sẽ gọi là quay lại với cái trang request đây nha các bạn. Thì nếu như rằng là các bạn muốn lấy data của một user ấy, thì đây, đây chính là data của một user đúng không các bạn? Các bạn thấy rằng là chúng ta truyền vào một cái ID đây này. Các bạn truyền vào cái API của chúng ta là một ID thì chúng ta sẽ lấy được cái thông tin của thằng user ra đúng không? Thì thay vì gọi là chúng ta in ra như thế này thì đầu tiên thì mình sẽ lấy cái biến ID ra nha các bạn. Chúng ta sẽ lấy cái biến ID ra này. À, ở đây thì không nhất thiết chúng ta phải lấy một cái biến ID. Được, chúng ta sẽ lấy biến ID nha các bạn. Thì mình sẽ lấy cái biến ID div.prop.match .param.id. Thì trước khi làm điều này thì mình sẽ thêm một cái vòng if cho nó chắc chắn nha các bạn. Nếu mà div.prop.match và này mình sẽ check tiếp này và div.prop.match.param. Rồi, thì mình mới in ra cái này nha các bạn. Rồi, thì mình mới tạo một cái biến như thế này. Rồi, ok chưa? Mình sẽ paste vào bên trong cái vòng if của chúng ta. Đấy. Thì sau khi đã có ID rồi thì mình sẽ đặt một cái, mình sẽ chuyển cái này thành một cái hàm bất đồng bộ đúng không? Mình sẽ thêm một cái từ khóa async ở đầu hàm. Let's respond chính bằng await nha các bạn, await. Thì chúng ta sẽ import cái thư viện Axial của chúng ta vào này. Import Axial from, đấy, mình đã import thằng Axial vào rồi. Thì Axial.get nha, mình sẽ gọi đến cái đường link của chúng ta. Tương tự như cái list user thì mình sẽ cần phải copy cái đường link URL của chúng ta nha các bạn. Mình sẽ copy đường link này nha. Và mình sẽ sang bên này, mình sẽ cần phải paste đằng này. Tuy nhiên rằng cái user của chúng ta không phải là chấm hỏi paste bằng 1 và các bạn sẽ thay bằng cái API user thôi thêm s nha. User của chúng ta thêm s và mình sẽ gạch ngang. Chúng ta sẽ gạch chéo cái ID của người dùng đúng không các bạn? Ví dụ bên này thì ID của nó là 2 nha. Đây này, mình sẽ nhấn vào đây. Ví dụ mình thay bằng ID là 1 nha các bạn. Đây này. Đấy, nó sẽ ra kết quả khác đúng không các bạn? Thì ở đây thì các bạn sẽ dùng dấu backtick cho mình nha. Chúng ta sẽ nối chuỗi này. Chúng ta sẽ nối chuỗi nha. Ở đây thì các bạn sẽ cho mình một dấu đô la. Chúng ta sẽ dùng một cái như thế này. Đấy. Như vậy thì gọi là các bạn thấy rằng đường link URL nó cực kỳ dễ đúng không các bạn? Bạn nào mà cảm giác cú pháp này khó khăn ấy, thì các bạn có thể xem cái series JavaScript cơ bản của mình nhé. Mình đã giải thích tại sao mà mình dùng dấu basic cũng như rằng tại sao mình dùng như thế này nhé. Rồi, thì ở đây thì sau khi đã gọi là gọi được cái này rồi thì mình sẽ console.log cái response để chúng ta check xem là chúng ta có cái gì nha các bạn. Rồi, user. Đấy, thì mình sẽ in ra cái response cho các bạn xem này. Rồi, mình nhấn Ctrl S nhé. Và mình sẽ cần phải quay lại với cái project của chúng ta. Mình sẽ quay lại nha. Đây. Mình sẽ cần phải inspect ra nha các bạn. Và các bạn sẽ xem cái tab console nha. Các bạn thấy rằng là mình đã gọi được user và mình đã lấy được data đúng không các bạn? Đây, user ID bằng 2. Ok chưa? Rồi, thì mình sẽ ví dụ mình truyền vào một cái là abcxyz xem là nó ra cái gì nha. Đây. Thì chúng ta bị lỗi này. Thì thì khi các bạn truyền vào một cái tham số không có ấy, thì nó sẽ hiện ra cái status code của thằng Axial, nó sẽ báo lỗi đây các bạn này, status là 400. Thì ở đây, đấy là lý do tại sao chúng ta không in ra nha. Thì để tránh lỗi ấy, thì các bạn sẽ dùng, sau này các bạn sẽ dùng cho mình một cái là try and catch. Tuy nhiên rằng trong video này, mình chỉ giúp các bạn gọi là chúng ta vào cái case hoàn hảo nha các bạn, tức là chúng ta truyền dữ liệu đúng nha. Còn về sau này khi chúng ta làm project thì chúng ta gọi là sẽ cần phải validate dữ liệu này. Như vậy thì nó mới tránh được cái trường hợp lỗi nha. Ở đây thì sau khi đã có một cái data rồi, để cho nó in được thì mình sẽ đặt một biến state nha các bạn. Mình sẽ đặt một cái biến state chính bằng user nha. Cái user của chúng ta chính là bằng một cái biến object nha các bạn. Ok chưa? Thì nếu mà mình sẽ check điều kiện này, mình sẽ gọi là this.setState nha các bạn. Đây.
Nếu mà chúng ta sẽ là user chính bằng response, chúng ta có response và response.data và response.data.data. Đấy. Thì chấm hỏi nhá. Chúng ta sẽ set bằng cái response.data.data. Thì tại sao mà mình lại chấm dài dòng cách mạng như thế này? Thì các bạn hình dung rằng là cái gọi là khi chúng ta vào đường link này, ví dụ mình là một nhá. Thì cái kết quả trả ra của chúng ta ấy, nó sẽ là chấm data này. Trong data lại có data nữa. Cái này là do cái back end của chúng ta ấy, tức là do cái gọi là cái request và response ấy, do cái trang này nó trả ra data như vậy. Thành ra đây là lý do tại sao mà mình phải chấm data nha các bạn. Thì sau khi mình đã lấy được cái cục của nợ này rồi thì mình sẽ cần phải in ra nha các bạn. Mình sẽ cần vào đây mình lấy nha các bạn. Let user nha. User này bằng this.state nha. Thì hôm trước ấy mình có dạy các bạn một cái hàm đấy, chính rằng là cái hàm gọi là giúp các bạn có thể gọi là check một cái object có rỗng hay không, đúng không các bạn? Thì ở đây thì mình sẽ hello world from detail user with ID, right? Thì mình sẽ là mình sẽ in ra một cái vòng div nha các bạn. Div mình sẽ lấy là username. Các bạn thấy rằng là khi mình dùng hai cái div nó báo lỗi đúng không? Bởi vì rằng là chúng ta đang dùng một cái là hai khối block. Thì nguyên tắc của thằng JSX đấy chính là một khối block. Thì mình sẽ bọc ra ngoài một cái gọi là fragment thì nó hết lỗi nha. Mình sẽ là username nha các bạn. Rồi. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải check điều kiện nhé. Tương tự thì mình sẽ in ra một cái dòng là user, mình sẽ check xem nào. Chúng ta trả về cái là email, user email này. Alright. Sau đấy thì mình sẽ cho một cái thẻ div cuối cùng, cái thẻ div cuối cùng, và mình sẽ bọc một cái img nha các bạn. Đây. Thì mình sẽ cho một cái là source code chính bằng này. Đấy. Rồi. Thì ở đây các bạn sẽ cho mình một cái hàm đấy, chính rằng các bạn sẽ quay lại cái hàm to do của chúng ta nhé. Trong cái to do của chúng ta ở to do và trong cái gọi là list to do của chúng ta ấy, các bạn sẽ quay lại cái list to do của chúng ta nhé. Và các bạn sẽ copy cho mình cái hàm gọi là check object nha. Các bạn sẽ copy cho mình cái hàm này, các bạn sẽ sang detail user, các bạn paste vào đây. Thì chúng ta sẽ cần phải check xem là cái biến của chúng ta nó có rỗng hay không nha. Nếu như không rỗng thì chúng ta mới render nha các bạn. Các bạn cần phải check điều kiện này. Nếu như rằng là các bạn không có điều kiện này, các bạn mà chấm thuộc tính ấy, ví dụ rằng là các bạn một object rỗng mà chấm cái property của nó, tức là gọi đến cái thuộc tính của nó không tồn tại, thì các bạn sẽ gọi là chết code đấy. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải check điều kiện nha. Thì mình sẽ check một cái điều kiện nha các bạn. Nếu mà is empty mình sẽ mở ngoặc nha, bằng bằng như các bạn. Nếu mà nó bằng false tức là nó không rỗng, và mình sẽ in ra cái cục của nợ này của chúng ta nha các bạn. Mình sẽ in ra cái đống sheet này. Đấy, mình sẽ in ra. Các bạn thấy rằng nó vẫn báo lỗi bởi vì rằng với cái điều kiện và ấy thì nó vẫn gọi là nó đang gọi là hy vọng chúng ta sẽ cho nó một khối block. Thì ở đây thì mình sẽ truyền vào một cái fragment nữa nhá. Mình sẽ không cần phải quan tâm rằng là bên trong này có đống sheet đi. Đấy. Các bạn thấy rằng đây chính là một khối block. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta hay dùng cái này nhá. Thì ở đây thì chúng ta đăng cái gì đây? Cái của chúng ta sẽ là user nha các bạn sẽ thay cái này bằng user. Ok chưa? Thì cái name của chúng ta là gì? Name của chúng ta để chính rằng là chúng ta sẽ là first name gạch ngang last name nha các bạn. Mình sẽ là user.firstname này. .firstname. Mình sẽ gạch ngang nha các bạn. Mình sẽ gạch ngang user.lastname. Lastname. Mình sẽ switch gạch như thế này. Rồi. Sau đấy thì đối với cái email, mình sẽ nhấn Ctrl F trước nha các bạn để xem là chúng ta có cái gì nhá. Mình sẽ quay lại thì ở đây user.email, chúng ta sẽ có user.email ở đây. User.email. Và cái source code của chúng ta, cái của bức ảnh sẽ là user.avatar nha các bạn. Mình cần xem là cái tham số của nó là gì. Đấy là lý do tại sao mà mình sẽ cần phải user.avatar. Rồi. Mình sẽ nhấn Ctrl S nha các bạn và mình sẽ gọi là xem nào. Rồi. Chúng ta không có cái hàm này nhá. Cái này là sau này chúng ta dùng hook mới có. Rồi. Thì mình sẽ quay lại xem là chúng ta có gì nha. Đây. Các bạn thấy rằng là mình đã lấy được một bức ảnh nha các bạn. Đây này. Username này. User email nha. Mình sẽ quay sang bên này. Enter là 2. Các bạn thấy rằng đây 2 nha. Các bạn thấy rằng là nó cái chỉ là 2 đúng không? 3 nha. Rồi. Thì các bạn thấy rằng đây chính là giống như câu chuyện mà các bạn dùng gọi là dùng Facebook ấy. Các bạn vào các đường link URL khác nhau thì nó sẽ render nội dung khác nhau. Thì việc các bạn dùng cái đường link như vừa rồi của mình hướng dẫn các bạn đây này. Thì đây chính là câu chuyện thực tế các bạn đi làm nha. Thì ở đây thì mình sẽ sửa một chút nữa nha. Để xem là nó là như thế này. Mình muốn rằng là khi mà mình sẽ xóa vào đây nha. Khi mình nhấn vào từng cái tên này thì nó sẽ ra cái trang detail cho các bạn nha. Tức là cái trang chi tiết vừa nãy ấy. Thì để làm được điều đấy, các bạn sẽ vào cái trang list user cho mình nha. Thì khi mà ở đây thì mình sẽ cần phải thêm một cái điều kiện unclick nha các bạn. Unclick này.
mình sẽ on click. Đấy, mình sẽ enter xuống dòng nhé. Mình sẽ enter xuống dòng, enter tiếp này, đấy. Bằng một cái function nhé, arrow function đánh ra nhé. Mình sẽ là view.handle view detail. Đấy, view detail user nhé các bạn. Và đầu hàm này mình sẽ truyền vào cái thằng user nhé các bạn, item nhé. Đấy. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải định nghĩa cái hàm này ở trên bằng một cái arrow function đánh ra. Thì nếu như bạn nào còn nhớ ấy, thì đơn giản ở đây thì mình sẽ đặt một cái là user và mình sẽ console.log nhé các bạn, console.log check user nhé các bạn. Đấy. Thì mình sẽ in ra cái biến user nhé. Thì nếu như bạn nào còn nhớ thì hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách chuyển trang đối với thằng router đúng không các bạn? Chúng ta có một cái hàm là push ấy. Ở đây thì mình sẽ inspect lên và mình sẽ xem là chúng ta có gì nhé. Mình sẽ nhấn vào cái thằng này đầu tiên. Đấy, các bạn thấy rằng mình đã lấy thằng user ID là 1 cũng như thông tin của nó nhé. Mình nhấn vào thằng thứ hai này. Mình sẽ nhấn vào thằng thứ hai, mình sẽ clear đi. Ví dụ mình nhấn vào thằng thứ tư đi. Các bạn thấy rằng mình đã lấy được thằng thứ tư nhé. Chứng tỏ rằng là cái hàm gọi là cái hàm này của chúng ta nó chạy rồi nhé. Thì ở đây thì để làm được cái điều hôm trước mình hướng dẫn các bạn thì các bạn sẽ tương tự, các bạn sẽ cần phải import cái thằng with router vào cho mình nhé. With router, chúng ta sẽ là with router from này. React router down. Thì tại sao chúng ta lại cần cái này? Bởi vì rằng là các bạn đang muốn chuyển trang đúng không? Các bạn muốn sang một trang mới thì chúng ta sẽ cần phải dùng cái này nhé. Đây, rồi. Mình sẽ bọc lại như các bạn. Đấy, mình đã bọc lại rồi. Thì khi mình bọc lại ấy, thì ở đây thì mình sẽ là this.prop nha các bạn. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ xem là chúng ta có những cái gì chuyển sao nhé. Rồi, mình clear đi, mình nhấn vào này. Đây. Các bạn thấy rằng là nhờ cái việc là chúng ta dùng cái hàm with router, một cái là HOC higher order component thì chúng ta mới lấy được cái đống sheet này nha các bạn. Thì ở đây thì các bạn sẽ là thay vì là các bạn sang bên này cho mình, thay vì rằng là chúng ta list user không phải thằng này các bạn nhà mình tắt nhầm file mất rồi. Đây, thay vì dùng như thế này, các bạn sẽ là this.prop.history.history.push các bạn đẩy đến cái gì, các bạn sẽ đẩy cho mình đến trang user và các bạn sẽ cần phải đẩy vào ID của nó đúng không các bạn. Thì mình sẽ là đây, các bạn sẽ cần phải đẩy đến ID của nó, chính là user.id. Đấy. Tại sao mình lại dùng như thế này? Bản chất của nó rằng là mình đang đẩy đến cái trang này các bạn này, mình đang đẩy đến trang này này. Đấy là lý do tại sao mà mình lại cần phải tạo một cái đường link như thế này, đẩy đến trang user và đến cái ID của nó nha các bạn. Ok chưa? Rồi. Thì mình sẽ quay lại đây nha các bạn, mình sẽ tắt đi này. Các bạn sẽ nhìn cho mình nha, mình click vào thằng đầu tiên này. Đấy, nó ra thằng đầu tiên nha, mình sẽ cần phải nhấn nút back lại thôi. Đó thằng thứ hai, ok chưa? Mình sẽ quay lên thằng thứ ba này. Thằng thứ ba. Đấy. Thằng thứ ba thì các bạn chờ một xíu nhá, và mình sẽ thêm một cái nút back ở đây nha các bạn. Mình sẽ thêm một nút back đối với thằng detail user. Mình sẽ thêm một nút back nữa, một cái div nha các bạn, một cái div nữa. Và ở đây thì mình sẽ cho một cái nút button của chúng ta và đây là nút back. Ở đây thì mình sẽ thêm một cái sự kiện on click bằng một cái arrow function đánh ra này. Handle back button nha các bạn. Đấy. Rồi. Thì ở đây thì mình sẽ cho nó một cái là type chính bằng button. Như vậy thì nó mới chuẩn của HTML nha. Ok chưa? Mình đã có một cái nút như thế này rồi. Thì mình sẽ là viết chấm nha các bạn, viết chấm. Rồi. Mình sẽ cần phải định nghĩa function này, mình copy function này, mình lên trên nha. Mình sẽ đánh một cái arrow function ra. Rồi. Như thế này nha. Đấy, ok cho các bạn. Thì đây chính là một trang của chúng ta nha. Thì tương tự như lúc nãy thì this.prop.history nha các bạn. History. History.push nha. Các bạn sẽ đẩy lại cái trang user thôi. Đấy. Ok chưa? Mình nhấn Ctrl S nha các bạn và các bạn sẽ xem này. Mình quay lại nha. Bây giờ mình có nút back nha, mình nhấn nút back này. Đấy, nó quay lại trang của chúng ta rồi. Mình nhấn thằng thứ 6 này. Thứ 6 thì các bạn phải chờ. Đấy, lấy được thông tin back. Đấy, các bạn thấy rằng đây là trong thực tế nha. Ví dụ như là sau này khi các bạn muốn mà xem một cái thông tin của một người nào đấy, các bạn muốn xem thông tin chi tiết của một sản phẩm chẳng hạn, các bạn sẽ nhấn vào cái trang xem chi tiết đúng không? Thì sau khi nhấn xem rồi, đôi khi các bạn có một cái option là quay lại trang home chẳng hạn, thì các bạn nhấn vào nút back một cái nó sẽ quay trở lại cho các bạn thôi. Ví dụ ở đây là mình đang quay lại cái trang user thì nó như vậy. Thì trong video này mình đã giúp đỡ các bạn, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một cái, đấy chính là tham số trên cái đường link URL này. Đấy chính là gọi là router parameter. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có điều gì vướng mắc cũng như rằng là các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể comment bên dưới video cho mình biết, hoặc các bạn có thể vào group Facebook, thì mình có tạo ra một cái group Facebook với hy vọng các bạn, những người có cùng tư tưởng, những người có cùng chí hướng, thì chúng ta có một nơi để giao lưu học hỏi. Thì link đến source code video này, link đến tài liệu tham khảo và mọi thứ cần thiết thì mình để tại phần miêu tả của video cũng như là tại các comment đầu tiên nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.